Xin được thân ái kính gửi lời chào mừng quý vị. Chương trình Luận Bàn Thế Sự kỳ thứ 10 của chúng tôi đến với quý vị trong suốt thời gian vừa qua cũng đã đón nhận nhiều cái sự khuyến khích của độc giả, khán thính giả khắp nơi. Chúng tôi xin được gửi lời chào mừng quý vị và xin cảm kích những lời góp ý cùng với những sự quan tâm đặc biệt mà quý vị đã dành cho chương trình truyền hình Kali trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua đó, đặc biệt là các cái đài truyền hình lớn, trong đó có đài Tron của vùng Vịnh Cửu Kim Sơn này đó, nói đến một sự kiện mà mới nghe đó thì chúng ta giật nảy người. Đó là một cái trận đại hồng thủy có thể xảy ra và nó có thể tàn phá cái vùng miền Nam, miền Bắc California, chạy dài đến Orange, Portland và Washington State, khiến cho cả một cái vùng này ngập trong một cái trận đại hồng thủy vô cùng nguy hiểm và khiến cho người dân phải chứng kiến một cái trận lũ lụt, bão táp không thể nào ngờ được trong suốt cả 1.000 năm mới có thể thấy được chuyện này xảy ra. Chuyện đó có như thế nào và nó làm cho cái cư dân ở tại cái vùng duyên hải sẽ điêu đứng như thế nào? Thì đó là những cái tin tức mà chiều hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay vẫn còn dư âm trong các đài truyền hình tại miền Nam, miền Bắc California họ đang nói đến. Và thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì chỉ còn có tuần lễ nữa, Tổng thống Donald Trump và ông Chủ tịch Kim Jong-un sẽ gặp tại Hà Nội. Chuyện này thì quý vị cũng đã theo dõi rất là kỹ. Nhưng điều mà chúng tôi muốn thưa với quý vị rằng, ngoài những cái sự kiện gặp gỡ giữa nhị vị lãnh tụ của hai quốc gia, thì những lãnh tụ khác, trong đó có Nam Hàn, trong đó có Nhật Bản, họ là những vị, nghĩa là nguyên thủ của các quốc gia này, phải tán đồng vỗ tay hay là lo lắng đến cái mức độ sợ hãi. Thì thưa quý vị, đây cũng là một trong những cái điểm mà chắc chắn rằng chúng tôi sẽ dùng một cái thời lượng ngày mai sẽ thông báo đến quý vị. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin cập nhật những cái tin tức mà mới nhất của Hoa Kỳ đưa ra cho biết rằng ông Kim và ông Trump sẽ có những điều gì và chúng ta sẽ chờ đợi những điều gì xảy ra ở tại Hà Nội liên quan đến cái sự bình an và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Và trước hết chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng xin được kính lời chào mừng quý vị và kính chúc quý vị an lành. Bên cạnh chúng tôi, Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Truyền hình Kali Today, ký giả Nguyễn Xuân Nam sẽ là những người đọc lại những bản tin đặc biệt cũng như là anh có cái thời gian để mà cho chúng ta thấy những cái trường hợp như là chúng tôi vừa thưa, đó là một cái trận đại hồng thủy có thể xảy ra hay không trong thời đại của chúng ta. Trước hết xin được kính chào Nguyễn Xuân Nam. Chào giáo sư Dũng, trân trọng kính chào quý vị. Đang anh em chúng tôi đang ngồi chuẩn bị cái đề tài giáo sư Dũng vừa thưa quý vị đó, là theo tin mới nhất thì cho biết rằng là Bắc Hàn có thể sẽ hy sinh cái khu hạt nhân của mình, khu nghiên cứu chế tạo hạt nhân của mình, thử nghiệm chế tạo hạt nhân của mình. Cái đó được xem là cái hoàng ngọc của Bắc Hàn. Nó được hun đúc từ thời cha, từ ông nội, tới thời cháu, thời con, ông Kim Jong-un bây giờ. Và tại sao Bắc Hàn kỳ này có thể hy sinh bước đi cái viên ngọc của mình? Thì người ta hỏi như vậy thì cái đổi lại thì Bắc Hàn mất viên ngọc được cái gì? Right? Thì cái đổi đó là cái đổi gì? Và cái đổi đó liệu có làm cho mọi người vui hay là sẽ nằm trong cơn ác mộng ở tại Đông Nam Á, châu Á, Thái Bình Dương? Thì chúng tôi đang chuẩn bị đề tài đó. Thì thưa quý vị, như giáo sư Dũng nói, trên cái đài truyền hình KRON số 4, nó chiếu phát hình trên toàn bộ vùng miền Bắc California, nó đưa một cái bản tin khiến gia đình chúng tôi cảm thấy mình có cái trách nhiệm gửi bản tin này trước. Và cái chuyện Bắc Hàn, Kim Jong-un, Hoa Kỳ và Mỹ tại vì Hà Nội sẽ được gác lại vào ngày mai. Cho nên chúng tôi mời quý vị tiếp tục ngày mai với chúng tôi. Thưa quý vị, cái chuyện thế này nè, lâu nay đó mình đọc, hồi nhỏ mình đọc trong cái văn học cổ đó, giáo sư Dũng nhớ ruộng dâu
thương hải, thương hải biến đi tăng điền, ruộng dâu biến thành biển cả, biển xanh, ruộng dâu biến thành biển xanh, tan hải biến đi thương điền, ok, mình đọc mình nghe như vậy nhưng mà cảm thấy chuyện đời bình thường, làm gì có những chuyện như vậy, đúng không? Làm gì có những chuyện như vậy? Hay chúng ta nghe nói cái chuyện mà đại hồng thủy, nhất là trong kinh, trong kinh thánh, đúng không? Nghe nói đại hồng thủy, mình nghe cái giống vui vậy thôi, chứ thực sự mà nghĩ cái đại hồng thủy nó xảy ra thì chưa chắc, mình chưa tin. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì quý vị thấy tại Houston, khi chúng tôi đã tường trình trước đây, chúng tôi có mặt tại Houston vào ngay cơn bão đang ập vào đó, thì đại hồng thủy thực sự là đại hồng thủy, mà thực sự là ruộng dâu hóa thành biển xanh. Nhưng mà so với cái đại hồng thủy kỳ này tại California đó thì không ăn thua gì, không ăn thua vào đâu. Cách đây một hai năm, hai ba năm, thành phố San Jose, cái khu mà đông đảo của Việt Nam là khu Center rồi McLaughlin rồi Thule, bỗng dưng đó, nước dâng lên ngập khắp hang cùng ngõ hẻm. Người ta chèo ghe trong thành phố, chèo ghe trên con đường lộ, thì mình mới giật mình. Giật mình. Đó là cái giống gì? Nước trên trời nó đổ xuống hay dưới đất chung này không biết. Do là đại hồng thủy. Đại hồng thủy. Nhưng mà so với cái đại hồng thủy mà chúng ta đang chuẩn bị nói đây thì không biết gì. Thì tối hôm qua vào lúc 9 giờ tối, khi ngồi ăn cơm tối, nghe bản tin xong mình dừng bữa cơm tối lại, mắt cái dán vào trong cái truyền hình của mình, coi thử rằng họ nói vấn đề này, mà mình bắt gặp được cái chữ hai câu quan trọng mà mình nhớ. Quên, họ nói nhiều được tí mình từ kể lại hai câu quan trọng đập vào mắt mình. Thì so trong lịch sử đó, đây là cái cơn bão luôn cực kỳ kinh hoàng, mà nó hiện tượng này nó xảy ra từ 500 năm đến 1000 năm mới xảy một lần. Đó kia là một cái hiện tượng cực kỳ hiếm, cực kỳ hiếm. Và cái sức tàn phá của nó đó, ở hai miền Nam Bắc California và các tiểu bang lân cận như Oregon, như là Utah, Nevada này nọ cái khác á, Colorado này nọ, nó lên tới khoảng chừng 1000 tỷ Mỹ Kim. 1000 tỷ Mỹ Kim. Thì quý vị biết cái sức tàn phá nó kinh hoàng. 1/4 nhà cửa tại miền, tại California bị ảnh hưởng. Và đặc biệt những cái vùng khu vực mà nó đông người Việt chúng ta tại vùng Long Beach, Nam California, hay cái vùng Oakland, San Francisco, San Jose đều bị ảnh hưởng nặng nề. Sacramento bị ảnh hưởng nặng nề. Portland, Oregon cũng khu người Việt cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Thì cái tin này nó khiến cho chúng ta giật mình. Mình không, nếu nó xảy ra thì như thế nào? Thì bây giờ mình đi từng bước. Câu thứ hai mình chú ý là cái sức tàn phá của nó gấp 3 lần cái cuộc động đất lớn nhất tại California là San Andreas động đất. Thì trong lịch sử vào những năm 1800, thế kỷ thứ 19, 1800 mấy đó, thì một trận động đất ở miền Bắc California nó kinh hoàng. Lúc đó không có người đông như bây giờ, lúc không có người đông như bây giờ, nhưng mà số cũng cả ngàn người bị chết. Thì với cái sức dân số như bây giờ mà cái trận động đất nó xảy ra thì có thể hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu người chết. Mà như vậy là cái cơn mà Aston này đó, siêu bão này đó, cái sức tàn phá nó gấp 3 lần cái Andreas earthquake, động đất của San Andreas đó là năm 1838. Thì giáo sử dụng có thể tưởng tượng, quý vị có thể tưởng tượng nếu điều gì xảy ra thì kinh hoàng. Thì người ta gọi nó là, người Mỹ á, nó gọi Arkstorm. Arkstorm. A-R-K Storm. A-R-K Storm á. Storm là bão. Tức là Mega Storm, là đại bão, siêu bão. Mà trong sử sách á, thì nó làm nó giống như là tiểu thuyết giả tưởng. Nhưng mà thực sự vật học nó xảy ra. Trong những cái sách về địa lý nó xảy ra. Nó và hàng ngàn năm mới xảy ra một lần. Nếu nó xảy ra thì như thế nào? Nếu nó xảy ra thì trước đây có một trận chưa tới mức đó. Vào thế kỷ thứ 19,
tại vùng Sacramento, cũng là thủ phủ tiểu bang California. Cái khu vực đồng bằng như vậy trở thành biển trong đất liền, càng ngập biển trong đất liền thì nó kéo dài 43 ngày, thiệt hại là vô cùng tận. Thì người ta cho rằng nếu nó xảy ra thì cái đập ở tại miền Nam California, đập lớn nhất từ miền California sẽ vỡ. Và khi nó vỡ ra như vậy đó, nước tràn, cái nước nó tràn giống như đập Tam Hiệp của Trung Cộng, nó tràn xuống thì 1/3 Trung Quốc bị cuốn ra biển. Thì cái đập ở Nam California mà nó vỡ thì cái vùng Long Beach, một số cái thành phố lân cận đó, ngập nước tiêu điều, nghĩa là chìm trong biển nước mênh mông. Mà nếu nó chìm trong biển nước như vậy đó thì hàng triệu, triệu triệu người sẽ bỏ chạy vào khu vực, nhà cửa sẽ bỏ lại, công ăn việc làm, đường xá, cầu cống, thiệt hại về nhà cửa và thiệt hại về hạ tầng cơ sở là kinh hoàng. Cho Axtom là một cơn bão huyền thoại, một cơn bão mà thế kỷ, một cơn bão là thiên niên kỷ. Mà khi nó, đài số 4 nó báo động đó, là chúng ta phải chuẩn bị đối phó với cái này. Thì cái câu hỏi đặt ra đó, coi thứ nhất là mức tác hại như thế nào, phải không? Coi thứ hai đó là mình có tránh được không, mình có biết trước được không? Coi thứ ba là chừng nào nó xảy ra. Thì câu hỏi mà quan tâm nhất á là chừng nào, vì nó có 1000 năm, có thể cả ngàn năm mới xảy ra một lần. Thì câu hỏi mà đáng ngạc nhiên nhất á là chừng nào xảy ra, thì có thể mình chết rồi nó vẫn chưa xảy ra. Có thể thời con thời cháu của Dũng, của Nam á, chết rồi nó vẫn chưa xảy ra, nhưng cũng có thể nó xảy ra vào tối nay, và có thể xảy ra ngày mai, có thể xảy ra tuần tới, nó là bất kỳ lúc nào nó cũng có thể xảy ra. Và theo các dự báo khoa học là nó điều đấy, nó ra đến sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào. Và như vậy đó thì cái tình trạng nó có thể xảy ra bất cứ một lúc nào. Đó là một cái chuyện còn đoán được không á, thì cái đài này nó nói là to extent, to some extent, tới một mức độ nào đó, tới chừng mực nào đó thì có thể đoán được. Mà cái chừng mực đó là cái gì mình không biết, nhưng mà nó không nói rõ cái to some extent đó, trong một chừng mực nào đó thì có thể đoán được. Nhưng mà đoán được bao nhiêu, biết bao nhiêu trước bao nhiêu ngày, dựa vào hiện tượng nào, có thông báo trên cái đài khí tượng không, vân vân, chúng ta chưa biết. Nhưng mà hy vọng là nó đoán được một phần và chúng ta có thể bỏ chạy kịp. Thôi vì như vậy thì California nằm trong cái vùng tàn phá kinh hoàng nhất. Trước đây trong các chương trình trước, giáo sư Dũng cùng chúng tôi, thưa quý vị á, là chúng tôi dự một số các cuộc hội thảo khoa học và họp báo của cái giới mà cái hội viện sở địa chấn Hoa Kỳ, và chúng tôi cũng góp phần dịch thuật những tài liệu để gửi cho cộng đồng Việt Nam. Thì ở tại California nó có cái huyền thoại là khi mà trận động đất lớn được biết của anh xảy ra thì có thể một phần của California bị tách ra khỏi và California trôi dạt ra biển thành một cái đảo gì đó, vân vân, không? Nhưng mà cái đó mình đã nói nghe điều đó cả 10 mấy 20 năm nay và nó chưa xảy ra. Nhưng mà có xảy ra hay không, cái chuyện này xảy ra mình chưa biết. Thì bây giờ dập thêm cú nữa là Axtom nữa, thì phải nói là chúng ta đứng trước một tình trạng là cái thiên nhiên đe dọa. Mà cái thiên nhiên đe dọa, một người số người hậu nhà nghiên cứu về khí tượng học, họ cho rằng là do cái thời tiết khí hậu. Hawaii lần đầu tiên các bạn có tuyết, không biết do Dũng nghe. Hawaii lần đầu tiên có tuyết, right? Cho nên chúng ta thấy cái thời tiết rất là thay đổi, nó thay đổi cái kinh hoàng. Mà nước Mỹ hiện nay nó cũng chìm trong bão tuyết luôn. Bão tuyết thì phải nói rằng cái thời tiết không đó. Cho nên ngày xưa mình nói ông quyền năng của thượng đế, quyền năng của ông trời ấy, là vô địch. Không, giáo sư đúng vậy. Dạ, mời giáo sư. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam. Trong kinh người ta đã nói rằng thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại khổ không, ngũ uẩn vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Chúng ta mới thấy rằng cái cuộc đời này đó, nó vốn là vô thường, nó vốn là cái vô xương. Cho nên á, chúng ta không có thể nào ngờ được những cái chuyện mà thương hải biến vi tăng điện,
Ngay hôm nay đó, chúng ta thấy như vậy, mà ngày mai chúng ta lại thấy khác. Năm 1900 ở miền Trung nó có một cái câu chuyện mà người ta nói rằng bao giờ ngựa đá qua sông thì dòng Trương Thị mới không công hầu, tức là dòng của Trương Phúc Loan là lúc nào cũng công hầu Khanh Tướng ấy. Vì người ta mới thấy cái con ngựa đá, tức là cái mã sơn mã đó, cái núi đá đó nó có hình của ngựa, nhưng mà nó nằm bên đấy gần dòng sông. Thì người ta nói rằng bao giờ mà ngựa đá qua sông, chừng nào mà cái núi đó mà nó qua dòng sông đó, thì cái dòng họ Trương Thị mới không là công hầu Khanh Tướng. Nhưng mà đến năm 1945 anh thấy một cái trận mưa, một cái trận bão lụt gì đó nó lớn vô cùng, rồi nó ngập lụt lên, rồi nó làm cho cái dòng sông nó xoáy mòn, và cái núi thì nó không có thay đổi, nhưng mà cái dòng sông trước đây nó nằm bên đây đó, nó bị xoáy mòn, sau bây giờ nó lại chuyển qua bên kia. Và năm 1945 thì như chúng ta đã biết rằng cái triều đại của nhà Nguyễn phải thất bại, rồi vua Bảo Đại thoái vị, rồi cái dòng Trương Thị cũng theo cái thời gian mà trở về với quá khứ. Thành thứ ra, thưa quý vị, cái gì cũng có thể xảy ra được. Cho nên cái đó người ta gọi là vô thường. Và thưa quý vị, cái chuyện mà anh Nguyễn Xuân Nam vừa nói vào hôm qua đó, anh gửi cho tôi một cái email, anh nói là đang ăn cơm mà nghe cái tin này muốn rất đau đớn. Thì thưa quý vị, quả thật mà khi chúng ta nghe là quả thật là một cái chuyện hết sức là to lớn và kinh khủng. Nhưng mà nhìn lại đó, thì trên đời này cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Quý vị có thể tưởng tượng ở tại miền Bắc California này, ở nơi mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta đang sống đây, cũng có một cái trận đại hồng thủy của năm 2017 vừa qua đó, khiến cho nhà nào nước cũng ngập, coi như cái tầng dưới là coi như là 8 feet nước, không có chỗ nào mà thấy mênh mông là nước. Mà cái chuyện này nó chưa bao giờ xảy ra từ trước đến nay. Rồi thưa quý vị, ở tại Houston, Texas năm ngoái cũng vậy đó. Tự nhiên là có nhiều người họ có một cái ông Việt Nam, ông có cả một cái khu đất mà trong đó ông là chủ nhân của hàng trăm cái ngôi mobile home. Một đêm đến sáng tất cả những cái ngôi mobile home nó bị cái luồng mưa nó đẩy đi hết, tiêu hết cả một cái gia tài sản nghiệp chỉ trong một chớp mắt thôi. Thành thử ra thưa quý vị, cái điều đó chúng ta mới thấy là trên thế gian này là một cái cỏ tạm bợ thật. Mà khi chúng ta nói đến cái cỏ tạm bợ thật thì cái gì mà có hiện tại chúng ta phải trân quý, chứ còn bây giờ chúng ta không biết được nhân nó như ngày mai như thế nào. Do đó mà chúng ta nhìn thấy trong cái cuộc đời này cũng có nhiều cái người mà họ sống, nói như nãy anh nói đó, cái chuyện mà ly dị của Trung Nguyên đó, chúng ta thấy cũng thấy là buồn cười. Cuộc đời nó lẹ làng, cuộc đời nó phũ phàng, và nhiều lúc họ chỉ nghĩ đến một cái chuyện gì đâu mà cuối cùng bỏ quên một cái hiện tại. Thì đó là một cái điểm mà chúng tôi muốn thưa với quý vị. Trở lại với Nguyễn Xuân Nam, cái thật sự là năm nay đó là một cái năm mà có nhiều cái sự thay đổi về thời tiết. Bởi vì đó, cả một cái dải đất ở tại miền Đông đó, cái mùa Tết của Á Châu vừa rồi đó, là trừ 38 độ, toàn bộ các cái vùng Chicago, Michigan, tất cả những cái vùng đó, người dân của chúng ta không có một cái ngày nào ăn Tết được. Nó lạnh như vậy. Rồi thưa quý vị, cái chuyện mà hồi xưa giờ chúng ta đâu có nghe Việt Nam động đất đâu anh. Anh có bao giờ nghe không? Có. Nhưng mà Việt Nam là động đất, rồi là có những sóng thần. Cho nên á, cái chuyện mà cái đài Gronk, tức là một cái chương trình đài số 4 của Hoa Kỳ phát sóng tại vùng B, họ nói những cái tin này đó, họ dựa vào những cái tin tức thật sự và nói như vậy để chúng ta phải lưu ý trong cái cuộc sống, chứ đừng có thở tướng rằng mình đang sống. Bởi vì cái tiểu bang California là một cái tiểu bang nó cũng bấp bênh lắm, ngày nào nó cũng có chừng khoảng 3-40 lần động đất, nhưng mà tự vì nó động đất quá nhỏ thành thử chúng ta không thấy, chứ mà đây là cái vùng đất động đất. Nhưng mà trong câu chuyện như vậy thì giáo sư có thể nghĩ, thưa quý vị nghĩ nè, cái lý thuyết mà apocalypse đó, là lý thuyết tận thế đó, giáo sư có tin không? Tại vì cũng có thực sự ra cái lý thuyết tận thế đó, nó xảy ra ở mọi nơi, nó được nhiều người mọi nơi tin, từ Nhật Bản cũng tin vào tận thế. Để cho nên có những cái giáo phái, đúng không? Để những cái giáo phái, rồi Mỹ có những lúc tin tận thế, đúng không? Có những người đào hầm chung hầm để chờ tận thế xong chung lên, phải không? Rồi châu Âu, rồi có nhiều cái lý thuyết về tận thế. Cho nên cái câu chuyện mà lý thuyết về tận thế apocalypse đó, là lý thuyết mà được gọi là hàng năm lâu lâu chúng ta nghe lại những câu chuyện này, hay là những câu chuyện mới được mở ra đó, với những cái giáo phái này nọ kia khác đó. Thì bữa qua khi mà nghe cái chuyện đó, đứa con gái nó đứng bên tôi nói,
đa điền, như vậy là tận thế rồi. Như vậy cái kiểu mà một cái giống như bây giờ Dũng đang đứng trên một 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 cái bầu trời đầy nước nó đổ xuống. River không? Nó kìa. Atmospheric. Atmospheric river. Là nó trên này nó trời đổ xuống giống như cái mặt trời nó đổ xuống, nước trên đó nó đổ xuống hết. Mà với một khối lượng như vậy, nhà trôi cửa nát, đường xá ngập, tan tành hết, kéo dài trong mấy chục ngày, cả trăm ngày. Bình địa thì nó phải tận thế, một hình thức tận thế không? Hồng thủy không? Đại hồng thủy không? Thì cho nên trong những lúc như vậy chúng ta hay thường quay ngược lại về lý thuyết tận thế trong Kinh Thánh, trong chỗ này chỗ nọ, phải không? Dạ vâng. Thưa anh, thì cái chuyện mà tận thế đó, trên cái cuộc đời của anh em mình cũng đã nhìn thấy. Ví dụ như là cái sóng thần tsunami, nó cũng là một cái hiện tượng của tận thế. Mặc dầu chúng ta nghĩ cái chữ tận thế đó, mà chúng ta suy diễn theo cái kiểu mà mình nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế gian này không còn nữa, thì thưa quý vị, tôi không nghĩ nó như vậy. Nhưng mà ở một cái góc độ nào đó, thì những hiện tượng xảy ra như tsunami, một lần như vậy, chỉ trong một chớp nhoáng, nó có thể tiêu diệt cả 38.000 người. Đó là một sự tận thế, nó tiêu diệt một cái thế hệ của một số người rất là đông đủ như vậy. Thì đó là một cái hiện tượng tận thế. Dĩ nhiên là kết quả bom tại Hiroshima và Nagasaki năm 1945 là một cái hình thức của cái sự tận thế. Trong cái thế hệ đó, những người ta đang sống như vậy tự nhiên họ chết, đùng ra mà chết. Chết không phải một người mà 300-400 ngàn người. Thì đó là một cái hiện tượng. Mình cứ xem một cái phim mà nó về cái tsunami ấy. Là khi mà bị nước tấn công như vậy, sóng thần tấn công như vậy, anh biết chạy đâu? Nó tràn ngập tứ phương. Dạ, chỗ nào đâu mà chạy? Anh biết được đâu mà chạy? Giống như một cái thiền sư mà trong câu chuyện thiền sư, khi mà động đất dữ dằn ở tại Nhật Bản á, thì việc thiền sư ngồi thiền trên cái khách sạn, ngồi cái ban công đi, ông vào ông thiền, ông không chạy đâu. Thì người ta kêu chạy. Ông quay lại ông hỏi nó, về thì chạy đi đâu? Khi mà nước trên trời đổ xuống, bão tố, nước nó đổ như vậy, xung quanh mình là đều là nước. Thì chỗ nào không nước mà chạy? Xung quanh mình đều là bão, chỗ nào không bão mà chạy? Xung quanh toàn nhà sập thì chỗ nào mà nhà nào mà chứa chúng ta? Cho nên khi mà đọc xong bản tin, chúng ta kinh hoàng bỗng dưng. Tôi nhớ lại câu nói của đứa cháu cái của tôi, nó nói là chú này hình như vậy là tận thế của như đó. Thì thưa quý vị, nếu điều đó xảy ra mà trên một đài truyền hình Mỹ lớn vào lúc 9 giờ KLOM đài số 4 ở miền Bắc California vào tối hôm qua vào lúc 9 giờ đưa bản tin này, cho nên chúng tôi phải tạm hoãn lại những cái đề tài khác để gỡ đi quý vị bản tin này. Nhưng mà thường á, có nhiều người sáng nay ngồi nói chuyện với bà con thì có nhiều người nói vậy thì tu nhân tức thì mình làm gì Dũng? Dĩ nhiên là cái chuyện mà tu nhân tích đức đó không phải là vì cái chuyện tận thế mà mình không tu nhân tích đức, hoặc là mình làm một cái việc gì đó. Bởi vì tu nhân tích đức là một cái hiện tượng trong cái sự bình an giây phút hiện tại. Tại vì người ta nói trong cái lúc cái này có thể có những cái, trong cái con tàu của Noah, chúng ta cùng đi trên một chiếc thuyền, cùng đi trên con tàu, thì ai sẽ là người được vớt trên con tàu đó để tránh khỏi cái tận thế này, ai sẽ là người được vớt trên con tàu đó để tránh ra khỏi cái đại hồng thủy này, thì người đó phải có phước và có đức, chứ không phải có tiền nhiều. Lúc đó có tiền mua vé chưa được, tiền cũng đó là mua vé cũng được, đúng không? Mà cái tiền đó là tiền phúc đức đó. Tiền là tiền phúc đức, cho nên có những lúc mình không tin cũng không được, thưa quý vị, không tin cũng không được. Tại vì lúc đó biết làm gì nữa giờ, thì hàng triệu người cầm một chiếc tàu, mà chiếc tàu chở được vài chục người, thì ai sẽ là người được ngồi trên chiếc tàu đó, đúng không? Mà dựa vào tiêu chuẩn nào được xét lên ngồi cái tàu đó? Tiền nhiều, già cả, bệnh tật, handicap, lý lịch tốt, vì cái tiêu chuẩn thì người ta mới đâu là vụng tu thì lọt, vụng tu thì chìm. Hồi xưa có câu nói, các cụ hồi xưa nói cái câu trước tôi quên nè, câu trước câu gì đó mà đại khái là nếu mà tu giỏi đó, thì sống, mà vụng tu thì chìm dưới nước, đúng không? Thì chỉ khi lên được tàu Noe thì như vậy thôi. Thì thưa quý vị, chúng ta cầu nguyện cho trái đất được bình an, chúng ta cầu nguyện cho những ngày được hòa bình. Có nhiều lúc đó, có khi mà cái sự
khả năng của loài người đã đứng đến cực điểm rồi, mình không biết làm gì hơn, thì cho dù người đó là người nào cũng, chúng ta hay quay trở lại đời sống tâm linh và kinh kệ tùy theo tín ngưỡng của mình. Nhưng mà chẳng hạn như cái lúc mình đương đầu sinh tử, kéo những căn bệnh thập tử nhất sinh trong phòng mổ, chết sống, chỉ là mình không còn tin được cái khả năng con người nữa. Tất cả đều là chỉ trong một nhát dao này, một lưỡi dao, cái mổ sinh và tử nằm đến hai bên mép của cái plate, là cái dao có thể tạo cái dao, thì lưỡi dao, thì lúc đó con người ta hay mở miệng đọc kinh, có thể quý vị đọc kinh Phật, có thể quý vị đọc kinh Chúa. Nhưng mà khi chúng ta đã đầu hàng trước cái hoàn cảnh, thì lúc đó chúng ta thì cũng bám víu vào một thế giới siêu việt hơn cái chúng ta. Cho nên khi mình nghe câu chuyện như vậy, mình cảm thấy rằng là có lúc mình phải suy nghĩ, nghĩ thêm chút xíu về cuộc đời này, về tôn giáo, về đức độ, về đời sống, về rủi ro, về vô thường, về cái bài thứ gì thay đổi. Không có cái gì mà ngày xưa nghiệm cái lẽ này, ông thiền sư Bằng Hạnh có câu rất là hay. Đạo Phật có cái câu là không biết sợ, là khi mình chứng được cái vô thường rồi đó, mình hiểu được cái vô thường rồi đó, mình không còn sợ gì trong đời đời nữa. Cái câu của thiền sư Bằng Hạnh, thịnh suy vô bố ý, thịnh nhân sư, nhân sinh điện ảnh, hữu hoàng vô, vạn mộc xuân sinh thu hữu khô, nhậm bạn thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lồ thảo đầu khô. Khi mình nhìn thấy cuộc đời đó lên voi xuống chó, giống như giọt sương mai đầu cành, giàu nghèo giống như giọt sương mai đầu cành, trẻ già giống như giọt sương mai đầu cành tít tắc như vậy đó, thì con người không còn sợ. Và khi không còn sợ nữa thì bình an lắm, rất là bình an. Vâng. Hay tiếng Tây nó có một câu hay, tiếng Mỹ là what will be, cái gì đến sẽ đến, cứ sẽ ra, phải không? Cái gì đã đến nó sẽ đến. Cho nên quý vị, chúc quý vị một ngày thật là bình an, và hẹn gặp lại quý vị câu chuyện Kim Trâm tại Hà Nội như thế nào tin giờ chót vào ngày mai. Tại sao Tokyo và Seoul đang run lẩy bẩy trong cơn ác mộng? Thưa quý vị, mời quý vị đón nghe ngày mai. Cảm ơn Giáo sư Dục. Xin cảm ơn anh và xin cảm ơn tất cả sự theo dõi của quý vị. Chào quý vị.